Một cái mẫu mẫu mạch là CS8683H, mẫu mạch công suất lớn ha. Thì đây thì cái phụ kiện kèm theo gồm có một cái dây nguồn 220 đó, dây bình, dây loa, một cái remote ha. Đó, thì mình giới thiệu chi tiết về bản mạch ha. Thì mẫu mạch này công suất 180W đến 350W, đánh dây loa 4 tấc đôi con 51, 4 tấc đơn con số 5 hoặc là 5 tấc đơn con số 5 từ 170, 4 tấc đôi con 51 từ 140 đánh ok ha. Đã thử nghiệm thực tế đánh tiếng bass rất là căng, căng hết mức luôn ha. Đây là mẫu mạch DSP Revert chống hú livestream ha, Revert Echo chống hú livestream. Đây là một cái mẫu mạch dạng mới của bên mình ha, 2023 ha. Đó, có khác chút xíu thôi các anh em. Đó, thì cái phần Revert Echo nó tích hợp chung một nút thôi, nó không có tách riêng ra, nút Revert và nút Echo. Thì do vậy là các anh em nếu mà không chuyên á, mình chỉnh nó thuận tiện hơn, đơn giản để chỉnh ha. Chỉ một nút thôi, quay sang trái là Revert mà quay sang phải là Echo nhiều hơn. Đó, đây mình quay rõ cái phần tầng chỉnh cho các anh em xem nè. Mid phone, mid bass, mid chat, echo, bell. Thì hai cái nút này anh em lưu ý là lập trình theo kiểu văn cơ. Thì echo mình xem như là make effect, bell đó chính là reverb phối với echo nha. Echo nếu mình thiên về bên tay phải reverb echo nó sẽ nhiều hơn reverb. Còn nếu mình thiên về bên tay trái á, thì Revert nó sẽ nhiều hơn Echo. Guitar Vol chép bass ha, chép bass rồi Vol. Đó là phần chỉnh nhạc. Đây là mẫu mạch đời mới nè, có cổng OTG nè, cổng LX thì cái này là quá quen thuộc rồi. Cổng OTG thì nó có nhiều cái lợi thế ha, mình kết nối trực tiếp trao đổi dữ liệu với điện thoại hoặc là máy tính ha, trao đổi dữ liệu. Mình có thể sử dụng file MP4 rất là dễ dàng khi mà có cổng OTG. Thì cái mẫu mạch này nó lập trình nha, cho nên chống hú ha, chống hú hiệu quả rất là cao. Ở một số video mình đã test qua cho các anh em rồi, anh em có thể theo dõi thêm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm những cái ký hiệu mà anh em chưa có rõ, là cái phần chọn lo, cách lắp lo cho nó phù hợp ha. Đó, mình nói rõ thêm. Đây là khối livestream, khối livestream, lay A, lay B. Đó, lay A là mình để kết nối với điện thoại để bắt Bluetooth. Nếu như mình bắt Bluetooth của bao mạch thì mình khỏi cần kết nối với cái điện thoại ở lay A. Còn lay B là mình kết nối với phần mềm các livestream. Ví dụ như là TikTok, YouTube chẳng hạn ha. Được không? Mình Facebook chẳng hạn mình phát được livestream. Mic đó chính là cổng micro 3.5. Thì nó có một cái dạng mic 3.5 để cho các anh em. Còn nếu các anh em mà không có mic dạng đó thì mình không cần. Mình cho bên lâu khéo mà ha, mình sử dụng micro không dây, micro không dây. Micro không dây. Phụ kiện nó kèm thêm một cái dây micro không dây nữa nha các anh em. Mình quên giới thiệu á, nãy đầu tiên mình quên giới thiệu á. Nó có kèm một cái sợi bớt micro không dây nữa. Đó thì mình sử dụng mic có dây hoặc mic không dây. Đây đang ở chế độ mình đang dùng loa kéo mà ha. Chứ mình không cần phải trang bị cái mic 3.5 tốn tiền ha. Đâu cần đâu ha. Mình đang ở chế độ loa kéo thì nó quá đơn giản để mình sử dụng rồi. Đó. Vì anh em rập khuôn là phải có cái mic đây mới livestream được, không phải đâu nha. Sử dụng chính cái micro không dây, micro có dây, tổng số ly rưỡi là mình đã livestream được rồi. Đó. Đây là cái cổng tai nghe, phone tai nghe, phone tai nghe. Thì mình nếu mà âm lượng lớn quá thì mình giảm nhỏ, sao cho nó lớn nhỏ sao cho nó phù hợp ha. Cái lúc mà livestream. Còn cái đây là von OTG, là khi mình kết nối với cổng OTG này mình chỉnh cái von này. Cái von này nó độc lập với cái von nhạc này, anh em đồng ý không?
nó có cái ROM này, tại vì khi mình kết nối với điện thoại hoặc là với máy tính á, thì cái ROM này điều chỉnh độc lập, điều chỉnh do cổng OTG nè, trao đổi dữ liệu nè. Nó tự tựa giống như cái ROM nhạc tổng này. À, anh em lưu ý. Cái này là ROM mạch có nhiều chức năng hiệu ứng hay nè. Còn một cái chức năng nữa mà mình cũng test, cũng giới thiệu cho các anh em á, là chức năng cắt tiếng ha, tiếng đó, tiếng. Thì nhiều anh em nói nó không có hiệu quả gì, tuy nhiên nếu như mình biết cách sử dụng thì nó thật sự là nó có hiệu quả ha. À, thì cái lúc mà sử dụng lo full bình thường á, lo kéo bình thường á, mình kết nối bình thường không có gì hết. Ok, đồng ý với mình chỗ này không? Còn bây giờ nếu mình sử dụng mà dạng mà cắt tiếng ha, tiếng ha, à, thì mình kết nối cái đây nè, ra nè, một cái main công suất, một cái main công suất nhỏ nhỏ để mình dùng cho lo ba đường tiếng bình thường. Rồi cái phần công suất này á, mình cho lo sub. À, như vậy thì nó đã ra cái hệ thống là lo sub ha, lo sub rồi. À, lo sub thì đòi hỏi nó có một cái lo sub và những cái lo bass trung chép vệ tinh. À, hay không? Cái này mình giới thiệu cho anh em hiểu ra cái thực thế nó hay liền. À, thì lâu nay mình chỉ giới thiệu cái phần cắt tiếng cho các anh em thôi, cũng chưa có dịp để hướng dẫn cho các anh em cái phần đó. À, thì hôm nay trong cái video này mình nói rõ thêm cho nó. À, đây ngoài ra nó có nhiều cái chức năng là DSP đó. Cái chính là mình chọn cái dạng nhạc ha, chọn cái dạng nhạc á. Nhạc pop, nhạc rap, nhạc jazz rồi đủ kiểu hết ra đó. Ở đây là những cái hiệu ứng cho livestream. Tiếng cười, tiếng súng bắn, tiếng vỗ tay đủ kiểu hết ha. Đó, thì khi mà sử dụng livestream á thì có những cái nút này á, thì mình rất là thú vị ha. Các anh em thấy một số video người ta làm, người ta hay đưa vô cừ khạc 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 khạc, đó chính là để dùng sử dụng cái hiệu ứng đây nè. À, mà mình không biết ở đâu mà ra ha. Đó chính là những cái hiệu ứng đây có sẵn đây. Đồng ý chỗ này không? À, thì mình sử dụng lo kéo thì mình thấy nó không có cần phải sử dụng, đồng ý. Cái đây là đồng ý chỗ này. Nhưng mà chuyển qua livestream thì những cái nút này là ứng dụng rất là nhiều á, ứng dụng rất là nhiều rồi các anh em. À, thì đối với mẫu mạch này nó có cộng in cộng out nè. À, nó có cho phép mình sử dụng xích điện bên ngoài nè, line ra để sử dụng xích điện mà. Này là công tắc led. À, led thì mình lắp đèn led vô đây nè. Đồng ý không? Lắp đèn led vô đây. Nó ra của nó là 12V. Đấy, công tắc led. Này là công tắc nguồn chính power. À, các công chính power. Thì đây là một dạng mà ngắt điện ngắt tín hiệu nha, ngắt tín hiệu. Cho nên các anh em là không sợ bị bật nữa nha. À, những cái thế hệ đời mới sau này là ngắt tín hiệu hết, cho nên không có sợ bật lo hết. Mình đảm bảo full cho anh em luôn á. Bật lo gửi trả lại cho mình luôn. À, cái lúc mở lo và cái lúc tắt lo luôn. Cái này là kỹ thuật ngắt điện kiểu mới rồi. À, cho nên sẽ không bao giờ xuất hiện bật lo đâu. Còn nếu như mà kiểu cũ á, thì cái dây này nó phải bự như đây. Cái dây này nó phải bự như đây. Không thấy không? Thì nếu nó nhỏ hơn nó chạy qua công tắc sao đủ dòng. Này là ngắt tín hiệu, không còn ngắt công suất nữa. Anh em lưu ý nha. Đó là nói về cái vấn đề bật lo thì gần như là trục đỡ là không còn luôn á. Cái đây ngõ ra lo nè. Hai cổng nè ha, hai cuộn cảm kháng nè, cuộn cảm kháng dạng lớn nè ha. Vì bom mạch này đang sử dụng con CS8683H nè, công suất khá lớn đó các nè, 180W, 300W, chạy lo đôi, 4 tấc đôi đều chạy được ok luôn á. À, cuộn kích áp nè, này cái khói bên trong đó nè, khói kích áp nè. Thì để video sau mình sẽ tháo ra bên trong quay cận cảnh cho các anh em luôn. Kích áp nè, kích áp hai con kích áp nè,
hai con công suất của phần cách áp, hai con công suất của phần cách áp, không thấy không? Đây là cái phần sạc bình, sạc bình. Thì cái mẫu ba mạch này nó thiết kế là tích hợp trên một bo, cho nên là cái phần chống nhiễu là gần như là tuyệt đối luôn đó các anh em mà nha. Đây mình không phải nói quảng cáo nói thêm cho ba mạch đâu. Và nhiều anh em nếu mà theo dõi hoặc là đã có mua sản phẩm này rồi á, tự kiểm chứng, tự kiểm chứng bằng cách nào dặn quên hết tất cả luôn, áp cái tai vô lo chép xem thử nó có tiếng rè không. À, để tìm tiếng rè nha, tiếng xịt xè đó nha, chắc tìm không bao giờ có đâu. À, là mẫu bò mà thiết kế nó đặt kỹ thuật rất cao ha, chống nhiễu tuyệt đối luôn, nên mình dám khẳng định là tuyệt đối đó. À, còn số anh em mà đỡ nó lắp dây lòng thòng rồi dây rồi kéo đủ kiểu hết thì nó nhiễu, nhiễu thì nó có tiếng kêu nhẹ, thì cái đó là mình do mình nha, do người sử dụng nha, chứ không phải là do ba mạch đâu. À, do ba mạch thì nếu anh em nào đi đúng kỹ thuật ha, mình theo đúng hướng dẫn của mình ha, dây nhựa gọn gàng, chống nhiễu tuyệt đối cho các anh em luôn, không cần phải quảng cáo nhiều đâu, anh em sử dụng và tự kiểm chứng luôn. Đây là khói nguồn xung 220 nè, cắm điện 220 vô để mặt hoạt động nè. Nếu có bình thì nó chính là cái bộ sạc bình ha. Đó, thì cái mẫu này là mẫu thế hệ đời mới, tiếng revert nó là rất là tuyệt vời đó các anh em, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, âm thanh nó cực kỳ hay đó ha. Đó thì cái phần phụ kiện á, nó có kèm theo dây micro không dây nha. Đó, mình không có cắm hết ở đây, nhưng mà có kèm đầy đủ hết. Đây là dạng 8V nè, mic 8V nè. Mình hàng cái dây mic này vô, quên. Mình lắp kia từ cái dây bớt này ra, mình cắm vô cái mặt thô. Được không? Nguyên một men luôn nè, thấy không? Đó. Một men thôi, cái một men này. Cái này là phần hiển thị thôi, chứ không phải phần Bluetooth nha các anh em. Bluetooth này. Cái này là phần hiển thị thôi. Đó, thì cái phần hiển thị là nếu mình rút ra thì nó không, mình không có xem được hiển thị, nhưng mà mạch vẫn bắt Bluetooth, vẫn chạy bình thường nha. Đó, không ảnh hưởng gì hết. Đây là cái main chính này. Đây là mình giới thiệu chi tiết cặn kẽ cho các anh em về cái cách lắp loa. Nếu mình lắp loa đơn á, có loa bass, loa chung, loa chép á, thì loa chép, loa chung mình qua tụ mắc song song với loa bass. Còn khi mắc loa đôi á, thì mình đảm bảo cho mình là trở kháng là 4 đến 8 ohm. Nếu loa 8 ohm á, thì mắc song song, loa 4 ohm mắc loa tiếp. À, không có gì mà mình sợ sợ thôi, mình nắm đúng cái kỹ thuật, nguyên tắc kỹ thuật là mình lắp đúng thôi. À, không có gì mà sợ cháy nổ hết. À, quan trọng là mình phải hiểu kỹ thuật ha, biết cách lắp. Cho lắp đại vô, cho dù đơn giản nhất cũng có thể cháy luôn ha. Ok, mình kết thúc video tại đây.